Rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống An Nhiên, kênh thông tin hữu ích dành cho sức khỏe và đời sống. Quý vị thân mến, đau nhức xương khớp không còn là căn bệnh xa lạ đối với tất cả mọi người. Trong xã hội hiện đại, chúng ta làm việc nhiều hơn, chế độ ăn uống và sinh hoạt đôi khi trở nên bất hợp lý hoặc bị đảo lộn, không còn tuân theo khoa học, nên các thói quen xấu dần trở nên thường xuyên hơn trong đời sống và các vấn đề về xương khớp cũng theo đó mà tấn công con người. Tình trạng đau nhức xương khớp có thể xảy ra do nhiều bệnh lý, tùy vào từng nguyên nhân và mức độ cơn đau mà phương pháp điều trị ở từng người sẽ khác nhau. Đối với trường hợp bệnh chưa đến mức nghiêm trọng, người bệnh hoàn toàn có thể áp dụng cách làm giảm đau nhức xương khớp tại nhà tự nhiên mà không cần dùng đến thuốc tây. Xin mời quý vị cùng theo dõi, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ ngay bây giờ. Dưới đây là 10 cách làm giảm đau nhức xương khớp tại nhà không dùng thuốc. Những phương pháp điều trị sau có thể thực hiện tại nhà hoặc để đảm bảo người bệnh có thể đến các trung tâm điều trị y học cổ truyền để được hỗ trợ. Điểm chung của các phương pháp này là tính an toàn, không có tác dụng phụ và giúp bệnh nhân giảm đau hiệu quả khi kiên trì thực hiện. Các cách làm giảm đau nhức xương khớp phổ biến nhất gồm có: Thứ nhất, dùng nước ấm giảm đau nhức xương khớp. Còn gọi đây là phương pháp thủy trị liệu. Với cách làm giảm đau nhức xương khớp này, người bệnh có thể kết hợp nước với nhiều loại thảo dược khác nhau. Nước ấm có tác dụng tức thì lên khớp và cơ bắp, giảm áp lực lên hệ mạch máu và tăng cường lưu thông khí huyết đến các cơ khớp. Những loại thảo dược thường được dùng để kết hợp trong điều trị thủy liệu là xả, gừng, vỏ cam canh, quế. Nếu người bệnh bị đau nhức hoặc viêm khớp gối thì có thể sử dụng nước ấm ngâm đầu gối và hông, vừa ngâm vừa xoa bóp để kích thích lưu lượng máu lưu thông, giảm đau nhanh chóng. Thứ hai, massage giảm đau khớp. Trong các cách làm giảm đau nhức xương khớp, massage có thể làm giảm cơn đau khớp nhanh chóng. Điều quan trọng là bạn cần thực hiện massage đúng chỗ và đúng cách. Nếu không biết thực hiện các thao tác này, người bệnh có thể đến các spa trải nghiệm dịch vụ. Lưu ý rằng, bạn cần chỉ cho nhân viên vị trí đau nhức để được kích thích đúng chỗ và hợp lý. Nếu bạn massage tại nhà, bạn có thể kết hợp cùng với tinh dầu để tác động sâu đến vùng bị ảnh hưởng. Một số loại tinh dầu thường sử dụng cùng khi massage để giảm đau nhức xương khớp là tinh dầu ngải cứu, bạc hà hay cam quýt. Cần lưu ý khi massage bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, hướng vuốt phải luôn hướng về trái tim. Thứ ba, sử dụng liệu pháp lạnh. Đối với phương pháp giảm đau bằng cách làm lạnh, tác dụng chính là giảm lưu lượng máu đến vùng sưng, đau. Nó có tác dụng giúp giảm sưng mô. Trong trường hợp cảm thấy đau nhức tức thì, người bệnh nên dùng túi nước đá chườm lên vùng bị đau nhức 15 phút mỗi giờ. Cách chườm lạnh giúp giảm cơn đau nhanh chóng, đặc biệt phù hợp với người bị đau khớp, viêm khớp. Tuy nhiên, để tránh bỏng lạnh, người bệnh không nên đặt túi đá trực tiếp lên da. Thay vào đó, hãy bọc túi đá lạnh trong một chiếc khăn để đạt nhiệt độ vừa đủ để giảm đau. Thứ tư, cách làm giảm đau nhức xương khớp sử dụng các loại thảo dược tự nhiên. Thảo dược được áp dụng phổ biến trong điều trị các bệnh xương khớp. Đây cũng là cách làm giảm đau nhức xương khớp trong giai đoạn đầu không cần đến thuốc. Các loại thảo dược thường được sử dụng nhiều nhất là ngải cứu, lá lốt, cỏ sước. Đây cũng là những vị thuốc nam quen thuộc có chứa thành phần có tác dụng chống viêm, giảm đau, từ đó cải thiện cơn đau chậm mà chắc. Khi sử dụng thảo dược, người bệnh cần kết hợp đắp thuốc, uống thuốc hoặc ngâm thuốc để đem đến những tác dụng tốt nhất. Cách giảm đau nhức xương khớp theo cách này có độ an toàn cao, lành tính nên hiệu quả mang lại thường chậm hơn thuốc Tây y. Vì thế, để nhận được tiến triển như mong muốn, người bệnh nên kiên trì thực hiện các bài thuốc trong thời gian dài. Thứ năm, tập luyện thể dục vừa sức. Trái ngược với suy nghĩ tập thể dục khiến cơ xương đau nhức nghiêm trọng hơn, việc tập luyện sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cả sức khỏe cũng như bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, mỗi dạng bệnh xương khớp khác nhau sẽ phù hợp với các bài tập luyện khác nhau. Để lựa chọn đúng bài tập với tình trạng bệnh của mình, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu. Người bệnh nên chọn những bài tập vừa sức, nằm trong giới hạn của cơn đau để không làm khớp xương có thêm gánh nặng. Các phương pháp luyện tập được khuyến khích gồm đi bộ, tập yoga, bơi lội. Thứ 6. Luyện tập vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu là phương pháp điều trị hỗ trợ các bệnh như thoái hóa cột sống, thoát vị địa đệm. Đây cũng là cách làm giảm đau nhức xương khớp được áp dụng trong hệ thống y tế y học cổ truyền. Tác dụng chính của vật lý trị liệu là giảm đau, kích thích tuần hoàn máu, kích thích vận động cơ khớp, phục hồi tổn thương.
Tuy nhiên, để có phương pháp trị liệu hợp lý, người bệnh cần đến các trung tâm trị liệu uy tín để được tư vấn, hướng dẫn. Trước đó, người bệnh cũng phải biết rõ tình trạng bệnh lý để trình bày với chuyên gia tư vấn trị liệu. Thứ 7, các phương pháp giảm đau thay thế. Bao gồm phương pháp châm cứu và yoga, các phương pháp này đã được kiểm chứng là không chỉ có tác dụng tăng cường các chuyển động của khớp mà còn giúp giảm đau và ngăn ngừa sự phát triển của bệnh. Người bị đau nhức xương khớp ở những vị trí khác nhau sẽ có những bài tập yoga phù hợp với từng vị trí. Ngoài ra, khi thực hiện châm cứu, bệnh nhân cũng phải lựa chọn những cơ sở điều trị uy tín. Nếu châm cứu sai huyệt, bệnh tình không những khó chữa lành mà còn khiến cho người bệnh gánh chịu thêm những tổn thương khác. Thứ 8. Cố định vị trí đau nhức. Trong trường hợp bệnh nhân đau nhức xương khớp do chấn thương, thoát vị đĩa đệm thì cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị cố định khớp xương. Nếu cơn đau quá trầm trọng, người bệnh nên nhờ bác sĩ cố định khớp xương, cột sống bằng nẹp hoặc băng bó. Phương pháp này không được khuyến khích sử dụng với tất cả các trường hợp mắc bệnh xương khớp mà chỉ áp dụng để cải thiện cơn đau tạm thời. Thứ 9. Nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Nghỉ ngơi là cách làm giảm đau nhức xương khớp không dùng thuốc tốt nhất. Mọi phương án giảm đau đều không có hiệu quả nếu người bệnh không nghỉ ngơi điều độ. Vận động quá sức cũng làm tình trạng đau nhức xương khớp chuyển biến xấu hơn. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng chiếm 40% khả năng hồi phục bệnh xương khớp. Bổ sung dinh dưỡng đủ chất, tăng cường canxi và omega 3 có tác dụng giúp xương khớp được bổ sung dưỡng chất và cải thiện đau nhức. Nếu kết hợp hai phương pháp này hiệu quả, người bệnh sẽ nhanh chóng nhận thấy cơ thể có những chuyển biến tích cực. Thứ 10. Bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm vượt trội nhất. Theo y học cổ truyền, cột sống con người là một hệ thống phức tạp. Sức khỏe cột sống sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự cân bằng hai nguồn năng lực sống âm và dương. Để đảm bảo điều đó, các thảo dược được sử dụng trong các bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm phải được lựa chọn đúng loại, đúng thời điểm thu hái và gia giảm đúng tỷ lệ. Thế nhưng, chỉ riêng yếu tố mùa vụ, điều này quả thực không dễ dàng cho bất cứ một thầy thuốc nào. May mắn thay, bài thuốc An Cốt Nam lại giải quyết tốt nhất những vấn đề đó. Thực chất, An Cốt Nam không phải là bài thuốc quá xa lạ với nhiều bệnh nhân. Đây là bài thuốc đông y sở hữu rất nhiều những ưu điểm vượt trội, riêng biệt. Là bài thuốc đông y duy nhất dành cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm, cộng hưởng theo nguyên tắc kiềng ba chân, giúp điều trị từ triệu chứng đến gốc rễ của bệnh đau nhức xương khớp. Để đảm bảo chất lượng dược liệu, nhà thuốc liên kết trực tiếp Viện Dược liệu của Bộ Y tế. Thảo dược được kiểm duyệt gắt gao về quy chuẩn nuôi trồng, thu hái và chế biến. Với gốc rễ là hai bài thuốc cổ phương, độc hoạt tang ký sinh và quyên tí thang, An Cốt Nam còn được gia giảm thêm 3 vị thuốc kháng sinh tự nhiên, gồm Bí Kỳ Nam, Chư Lùng Thảo và Sâm Ngọc Linh. Đây là 3 vị thuốc cực quý hiếm đắt tiền, khó tìm, dược tính vô cùng lớn, giúp đẩy lùi cơn đau và bào mòn khối thoát vị đĩa đệm hiệu quả. An Cốt Nam là bài thuốc hiếm hoi cân bằng được yếu tố tiện lợi và hiệu quả. Thuốc sắc sẵn cô cao lỏng, khi pha với nước dễ hòa tan, thơm mùi thảo dược, dễ uống. Dạ dày không mất công chia nhỏ thuốc mà hấp thụ trực tiếp, xuyên qua cấu trúc mắt lưới của đĩa đệm để phục hồi tổn thương, đẩy lùi thoái hóa. Nhiều năm qua, An Cốt Nam đã giúp hàng ngàn người thoát khỏi sự ám ảnh của thoát vị đĩa đệm. Họ đến từ mọi miền đất nước, từ anh công nhân trẻ cho đến cụ bà 82 tuổi. Từ cán bộ thuế cho đến MC Quyền Linh nổi tiếng. Hành trình chữa bệnh của họ là minh chứng rõ nét cho tác dụng của An Cốt Nam. Bên cạnh đó, An Cốt Nam cũng nhận được sự đánh giá cao của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y Viện 108. Trong buổi tọa đàm về bệnh xương khớp tại chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày VTV2, bác sĩ Toàn và khách mời chương trình đã chia sẻ về những hiệu quả mà An Cốt Nam mang tới. Đây thực sự là một bài thuốc đông y đi đầu cho xu hướng điều trị bảo tồn an toàn, hiệu quả mà không cần xâm lấn. Vậy nên, việc sử dụng bài thuốc An Cốt Nam để điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm là một trong những phương pháp tối ưu nhất mà các bệnh nhân nên tham khảo để áp dụng. Quý khán giả có nhu cầu tìm hiểu và tham khảo về sản phẩm có thể liên hệ tới số điện thoại 0388448118 hoặc 0373448118. Quý vị thân mến, từ thời xa xưa, khi chưa xuất hiện các vị thuốc Tây, thì y học cổ truyền đã luôn dành sự ưu ái đặc biệt đối với các vị thuốc đông y, cỏ cây và thảo dược để góp phần điều trị các vấn đề về xương khớp, cột sống hoặc vùng lưng và cổ.
Không phải ngẫu nhiên mà dân gian lại tin tưởng sử dụng những thần dược này để nâng cao sức khỏe tổng thể nói chung, cũng như cải thiện các vấn đề về xương khớp nói riêng. Trong phần tiếp theo của chương trình, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ tới quý vị về 4 vị thuốc đông y quen thuộc từ cây cỏ giúp giảm đau nhức xương khớp tại nhà vô cùng thần kỳ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, cây lá lốt. Có lẽ bạn đã không còn quá xa lạ với loại lá lốt dùng để cuốn chả, vị rất thơm ngon và hấp dẫn. Nhưng ít ai biết rằng lá lốt có công dụng chữa lành các vấn đề về xương khớp. Đây là loại cây thuốc nam dễ mọc, hay gặp, dễ sử dụng và đặc tính vô cùng tốt. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, lá lốt có tính kháng khuẩn tốt, chống viêm và giảm xương đau khớp. Còn theo y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay, làm ôn trung, ấm bụng, tán hàn, trừ lạnh, hạ khí, đưa khí đi xuống dưới và chỉ thống, giảm đau. Nên thường sử dụng để chữa bệnh xương khớp khi trời lạnh, đặc biệt là các bệnh gây viêm khớp vì lá lốt có tính kháng khuẩn tốt. Cách sử dụng lá lốt chữa đau nhức xương khớp. Bài thuốc 1. Lá lốt tươi nên ngắt từ 10 đến 20 lá. Lá lốt khô nên lấy 10 đến 15 gram, rửa sạch, bỏ vào ấm đun lấy nước uống trong ngày. Nên sử dụng từ 5 đến 7 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. Bài thuốc 2. Dùng lá lốt để chườm. Ngắt 20 đến 30 lá rửa sạch, đem giã nhỏ với một ít muối tinh rồi cho vào đun sôi. Vớt lấy lá, cho vào một túi vải nhỏ khi còn nóng và chườm quanh vùng sưng đau. Hoặc chườm trực tiếp lá vừa xay lên vùng khớp sưng. Nên sử dụng 2 đến 3 lần một ngày cho đến khi thấy hiệu quả. Ngoài ra bạn nên kết hợp với các bài tập vận động khớp nhẹ nhàng để nhanh khỏi bệnh. Thứ hai, cây đau xương. Bạn có biết đây là loại cây thích hợp ở vùng khí hậu nhiệt đới, ra quả vào khoảng tháng 3, tháng 4 với tác dụng chính là trừ thấp, khu phong, mạnh gân cốt, được dùng để chữa các bệnh xương khớp, phong tê thấp, giảm đau mỏi cơ gân, kìm hãm thoái hóa khớp và hỗ trợ điều trị bệnh gút. Ngoài ra trong cây đau xương, người ta còn tìm thấy hoạt chất ôn calo chống viêm, giảm đau, chữa tê nhức rất tốt. Cách sử dụng cây đau xương như sau. Lấy khoảng 10 đến 15 gram thân cây đau xương thái nhỏ, đem đi sao vàng rồi ngâm rượu với tỷ lệ 1 năm. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ để giúp cho xương khớp dẻo dai, chắc khỏe. Đối với khớp đang đau nhức, lấy một dây đau xương giã nhỏ và đắp lên vùng bị xương đau 3 lần một ngày cho đến khi khỏi đau. Thứ ba, cây huyết đằng. Là loại cây sinh sống ở vùng rừng, ven suối, ra hoa vào khoảng tháng 3, tháng 5. Theo đông y, huyết đằng có vị đắng chát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết, khu phong. Bên cạnh đó, huyết đằng còn được dùng để điều trị đau ruột, đau bụng, bế kinh, đau bụng kinh, phong thấp, đau nhức, té ngã sưng đau, huyết hư đầu váng. Thường được sử dụng để chữa viêm khớp dạng thấp, phong thấp, đau mỏi gân xương, tê bì tay chân. Cách thực hiện như sau. Dùng 20-40 gram thân hoặc rễ huyết đằng sắc uống. Ngoài ra có thể kết hợp với cẩu tích, cốt toái bổ, ngưu tất, tỳ giải, mỗi vị 20 gram, bạch chỉ 4 gram, thiên niên kiện 6 gram sắc uống. Dự phòng đau nhức xương, sử dụng 20-40 gram thân hoặc rễ huyết đằng sắc nước uống hàng ngày. Thứ tư, cây cỏ xước. Nghe tên có vẻ xa lạ, nhưng thực chất cây cỏ xước lại là một vị thuốc quen thuộc trong đông y. Cây thường mọc hoang ở ven đường các vùng quê, có nhiều loại cỏ xước và ở Việt Nam hay gặp là loại cỏ xước lông trắng. Trong y học thì cây cỏ xước có tính mát, chua và thường có vị đắng, có tác dụng hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh liên quan đến xương khớp, đặc biệt là bệnh thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp và bệnh viêm đa khớp dạng thấp cực kỳ hiệu quả. Cách dùng cây cỏ xước để chữa bệnh. Cỏ xước 40 g, cây hy thiên 30 g, cỏ mực 20 g, ngải cứu 12 g, ké đầu ngựa 12 g và cuối cùng là thổ phục linh khoảng 20 g sắc uống 3 lần một ngày, sử dụng trong 3 đến 4 ngày. Cây cỏ xước, lấy phần rễ của cây 16 g, hy thiên khoảng 16 g, cây nhọn nồi, nấm phục linh khoảng 20 g, thương nhĩ tử khoảng 12 g và ngải cứu khoảng 12 g, sắc uống 3 lần một ngày, sử dụng trong 3 đến 4 ngày.
trong 3 đến 4 ngày. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Nhiên đã chia sẻ về những bài thuốc hiệu quả góp phần chữa bệnh đau nhức xương khớp và cải thiện các vấn đề về sức khỏe vô cùng tuyệt vời với ưu điểm là lành tính, an toàn và tự nhiên, không gây nhiều tác dụng phụ như khi sử dụng thuốc Tây. Đây có thể là liệu pháp hỗ trợ rất tốt trong quá trình nâng cao sức khỏe toàn diện. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.